Dương vật ngắn và ba tư thế quan hệ vào sâu nhất, các anh nên biết. Với những anh nam giới mà không may sở hữu cái cậu bé nhỏ ngắn thì kiểu gì cũng có một chút tự ti đúng không ạ? Nào là tự ti về ngoại hình này, tự ti về kích cỡ này, tự ti còn về thời gian nữa, nên khi lâm trận vào đối tác sẽ không được thoải mái. Nhưng ngày hôm nay Giang Venus sẽ có một bí mật dành cho tất cả các anh, cho cả nam và nữ. Đó là mình tự ti thì đấy là trong quá khứ thôi, còn ngày hôm nay nhỏ thì có võ đúng không? Giang sẽ tặng cho các anh 3 video về tư thế khi mà mình sở hữu cái bé kiêu ngắn thì mình áp dụng tư thế gì cho nó hợp lý nhất và kéo được dài thời gian, khiến cho chị em phụ nữ ngưỡng mộ mình, được chưa ạ? Lấy thành bại tại kỹ năng nữa, nên là chúng mình sẽ kết hợp thêm cái kỹ năng, kết hợp thêm cái tư thế làm cho chị em phụ nữ chúng ta lên tê phê. Còn bây giờ thì ok, let's go. Một đó là tư thế doggy và những biến thể của doggy. Cái tư thế mà Giang ấn tượng nhất trong tất cả 400 tư thế đó là doggy, con cún gâu gâu gâu. Ở cái tư thế như thế này thì với những anh, thứ nhất là bị cong, thứ hai là bị vẹo, thứ ba đó là bị ngắn, thứ tư đó là có ý tưởng là chuẩn bị chớ sớm hoặc là xuất tinh sớm, thì đây là cái tư thế phù hợp nhất với các anh. Tại sao lại nói như thế? Tại vì doggy là cái kỹ thuật mà đòi hỏi nam giới cần cái sự thúc mạnh nhất, đúng không? Cần cái sự khéo léo cầm lấy tay này, cầm cái thanh kiếm của mình để cho vào bên trong, thì không phải là anh nào cũng khéo léo cái đấy. Có những anh dài, có những anh mềm, dài nhưng mà mềm cơ, họ nhét vào họ rất là khó đấy. Thì đây là cái lợi thế cho các anh sử dụng tư thế doggy. Cách thực hiện như sau, đó là nữ giới có thể quỳ lên trên đệm hoặc là trên sofa đấy và chơ mông lên, và chị em phụ nữ sẽ tận hưởng cái cảm giác nam giới sẽ lấy cái bạn khoai lang nóng bỏng của mình cho chậm chậm từ đằng sau vào đó, và mình càng cong người xuống, mình chúc đầu xuống vào phần ba vòng bao của mình càng nâng lên bao nhiêu thì nam giới sẽ có những cú hích tuyệt vời bấy nhiêu. Và các anh có để ý và thống nhất với Giang Venus đó là các anh có thể là bị ngắn nhưng mà các anh vẫn mập mà, đúng không? Chị em phụ nữ chúng em thì không thích dài quá, cũng chẳng thích to quá. Tại vì chúng em, cái đường hầm của chúng em chỉ cần 8cm thôi. Nên các anh cứ thích 15, 20, 30cm rồi dài to để làm gì, cứ muốn thích châu Phi là làm gì, trong khi mà có vào được hết đâu, đúng không ạ? Cấu tạo cái phần đường hầm của chị em phụ nữ người Việt chỉ có 8cm thôi. Nên các anh có thể ngắn nhưng mà các anh tiết diện, các anh mập, các anh chắc thì trời ơi, nó là những cái cú hích đỉnh luôn. Và khi mà chúng ta đưa đẩy ở cái tư thế doggy như thế này, các anh chỉ cần một tay thì các anh có thể là vòng lên để nghịch ngợm cái phần vòng một của chị em phụ nữ căng tròn mềm mại, hoặc là một tay các anh có thể giật tóc chị em phụ nữ giống như là cưỡi ngựa, hoặc là một tay các anh có thể vòng xuống bên dưới phần cô nhỏ, các anh nghịch cái phần hạt lạc. Trời ơi, nghe thôi mà các chị em có thể xuống sang nước nôi trôi giường hết rồi. Còn một số anh nữa thích mạnh bạo, đúng không ạ? Lấy hai bàn tay của mình giữ chặt phần eo và 1, 2, 1, 2, đúng không ạ? Dập ra, dập vào, dập ra, dập vào, như thế có mà lắc lư, lắc lư. Tư thế này những ai mà vòng một khiêm tốn chẳng sao cả, những ai mà miệng thở có mùi chẳng sao cả, những ai mà mặt không xinh chẳng sao cả. Tại vì nó sẽ giúp cho chị em chúng ta lên được đông dương. Và cái thích nhất đó là chị em nào mà bị rộng, đúng không? Nó sẽ ăn gian cho các chị em, nó kéo ra đằng sau, khiến cho các chị em được nhỏ lại mà nam giới không hề biết. Hai đó là tư thế nữ cao bồi. Tư thế thứ nhất doggy đang miêu tả các anh đã thích rồi, đúng không? Bây giờ nói cái nữ cao bồi này. Bình thường là nam cao bồi là nam sẽ ngồi bên trên, không khác gì là tư thế truyền thống. Nhưng đây là nữ cao bồi, đó là chị em chúng em sẽ được phép ngồi lên trên các anh. Và các anh sẽ nghiêm chào cười chào, cái xúc xích của các anh sẽ dựng lên và chúng em sẽ ngồi vào cái xúc xích đó. Làm thế nào để chạm vào? Và em bảo rồi đấy, chị em chúng em chỉ có 8cm với cái đường hầm tình yêu đấy thôi. Nên là khi mà các anh dựng lên như thế này, chị em chạm được vào hết 8cm, thế là xong. Tại vì các anh ngắn đến nào chăng nữa, dù các anh bình thường chỉ có 2-3cm, khi ở trạng thái nghiêm chào cờ chào sẽ được lên 7-8cm mà, đúng không? Còn chưa kể là những anh nào mà có tiết diện, nó to, nó mập thì tầm 5-6cm nó cũng có thể là có cảm xúc hết rồi. Đấy, tại vì khi mà ngồi như thế này nhá, các anh sẽ xử lý được, thứ nhất với những anh không may bị yếu sinh tố, máu sẽ khó dồn lên tận phần đầu, nên các anh sẽ khó ra, sẽ
tương đương là các anh sẽ kéo dài thời gian, ăn gian được cái khoảng thời gian. Cái thứ hai đó là các anh, những anh bị mềm đúng không, như thế này nó sẽ giúp các anh cứng lâu hơn. Cái thứ ba đúng không, các chị em sợ các chị em nói là mình ngắn mình nhỏ đúng không, mình không khéo cái chuyện kia và mình bị khuyết tật hoặc mình tự ti về cái hình dạng của mình đúng không, nó sẽ giúp cho các chị em ở cái tư thế này chị em không hề biết điều đấy đấy, và chị em ngồi xuống và sau đó chị em có thể chống lại, chị em cúi xuống cho các anh những cái nụ hôn, hoặc là các anh sẽ vân vê mân mê cái phần vòng một của chị em phụ nữ đó, hoặc là nghịch mông nữa, có gì đâu. Lúc đấy chúng ta có thể thả tóc để có những cái sự hấp dẫn quyến rũ được không nào, và đưa đẩy nhún nhảy, hoặc bản thân các anh ở bên dưới các anh sẽ dập lên dập xuống. Trời ơi, áp dụng theo cái tư thế nữ cao bồi này kết hợp với cái doggy kia, có mà một đêm dập giường, có mà một đêm nhức nách dùng xong cái tư thế này mà không hay không phê, trời ơi ngày mai tao không xin làm chuyên gia tâm lý tình dục học nữa. Kinh nghiệm 10 năm xin tạm dừng ở đây. Tại vì 1 triệu anh khách hàng áp dụng tư thế này ai cũng có kết quả quá là viên mãn rồi. 3 tư thế cực kỳ hấp dẫn mà Giang Venus xin nói đến đó là tư thế úp thì hoặc tư thế nối tiếp. Cái tư thế này sẽ áp dụng với những người, thứ nhất chị em phụ nữ mà có vòng một lép hoặc là đang có baby ở trong bụng, và với các anh mà không may có hơi thở hôi hay là hút thuốc lá hay nhậu nhẹt nhiều, không được thơm tho khi chúng ta hôn nhau, và bụng của chúng ta không may bụng to, lo so rụt hoặc là ngoại hình không được đẹp mắt lắm, áp dụng cho Giang cái tư thế này. Cái tư thế này vợ chồng Giang lúc mà Giang có em bé áp dụng rất là nhiều, đó là Giang sẽ nằm ở cùng nghiêng về một bên nhá, và lưng của Giang sẽ tựa vào ngực của chàng đấy, và chàng sẽ lùi xuống một chút, làm như thế nào để cậu nhỏ có thể nghịch ngợm được đúng cái phần khu vui chơi giải trí của Giang ở bên dưới, và chàng sẽ lấy tay của chàng cho cái xúc xích của chàng vào cái đường hầm tình yêu của Giang để bắt đầu nướng cái xúc xích này đến lúc nào nó chảy mật ra thì thôi. Và cái tư thế úp thì như thế này hoặc là kết nối ngược hoặc là kết nối tiếp như thế này thích hợp ở cái lúc mà chúng mình đưa đẩy, nam giới đa số sẽ làm trụ, hoặc nhiều lúc mệt quá mình không tựa vào nhau này nữa mà nam sẽ ở một góc 90 độ luôn đó, và cứ thế cứ nằm ở trên giường có thể nhún nhảy thoải mái mà chẳng sợ cái gì cả, không khác gì là tư thế doggy, con cún go, chẳng qua là mình không đứng, mình cũng chẳng quỳ mà là mình nằm đấy. Áp dụng cái tư thế này khiến cho các anh vừa thích đấy, vừa không bị mất sức quá nhiều, vừa nằm thư giãn hưởng thụ, và các chị thoải mái đi. Tại vì nhiều chị cứ sợ là mình vòng một không được đẹp, bị thâm, hay là bụng dưới của mình nhiều mỡ rồi bèo nhèo, sinh con ra không được thẩm mỹ, thì áp dụng tư thế này cho Giang Venus nha. Vậy là từ nãy đến giờ Giang Venus đã chia sẻ cho các chị 3 tư thế dành cho những anh sở hữu cái cậu nhỏ hơi ngắn một chút. Nhưng Giang tin chắc rằng sau khi nghe Giang Venus chia sẻ về 3 tư thế này thì các anh sẽ có những góc nhìn hoàn toàn mới, giống như là một cái thế giới mới mở ra, một thế giới về vấn đề tình ái, làm cho chuyện kia mạnh mẽ, mãnh liệt hơn. Tại vì là mình không mong muốn là mình bị nhỏ đúng không? Mình không mong muốn mình bị ngắn hay là mình yếu, nên là khi mà có bí quyết rồi thì mình sở hữu nó làm sao cho thuần thục nhất. Và nhớ là mình áp dụng tư thế xong rồi nhưng mình phải kiểm soát được cái thời gian để ra binh. Không, mình đang rất là thích rồi mà chị em phụ nữ chưa kịp cảm xúc ấy mà mình đã khóc ra rồi, mình đã chớ ra rồi, mình đã bị ỉu xìu giữa chừng rồi, mình đã đột ngột bị xuất binh thì chị em phụ nữ rất là chán. Đang hay thì đất dày đàn, nên cách tốt nhất là các anh nên ăn uống điều độ hợp lý và kết hợp cho Giang Venus ngày 2 viên Amor để cuộc yêu của mình trọn vẹn hơn và làm chuyện kia hừng hực hơn. Không những vậy, Amorius còn có tác dụng sản sinh ra testosterone ở trong 2 viên bỉ các anh này. Nhà máy sản sinh tinh binh này càng ngày càng dồi dào thì chuyện kia càng mãnh liệt hơn nữa. Còn các chị em ấy, nhiều chị em cứ bảo về Giang nó là chồng nhu cầu cao quá, cứ đốc gì các thứ mà nhiều lúc lâu quá 20-30 phút, hoặc uống cái Amor này xong có anh hàng tiếng đồng hồ, thì các chị sẽ bị khô và các chị không có ham muốn. Nếu các chị không khéo thì cũng sẽ mất chồng như trời. Nhớ kết hợp uống cho Giang ngày 2 viên quay vi để cho nước nôi trời giường, nước tràn MD tăng cảm xúc. Không những vậy, da dẻ chúng ta còn cải thiện nám tàn nhang và cải thiện đau bụng kinh hoặc là u sơ u nang nữa. Đây là cái combo mà vợ chồng Giang, hai vợ chồng, chồng uống vợ mê và một người khỏe hai người vui, là từ cái combo này đấy các anh chị có thể trải nghiệm. Ngày hôm nay Giang còn có rất nhiều ưu đãi cho chúng ta nữa. Và cái điều quan trọng nhất là phải nhớ rằng tình dục ấy không chỉ là về kích thước to nhỏ, cong vẹo, ngắn dài, mà còn là về tình cảm, sự kết nối,
sự tôn trọng lẫn nhau và thực hiện những cái tư thế tình dục khiến cho cả hai đều thoải mái, hài lòng mà không bị ép buộc, thì đó là cái chìa khóa để tạo ra những cái trải nghiệm đáng nhớ và tuyệt vời nhất. Và Giang Venus xin khẳng định lại một lần nữa, đó là chuyện chăn gối thăng hoa hay không ấy không phụ thuộc quá nhiều vào kỹ năng, mà phải phụ thuộc vào cái vấn đề là nam giới có nắm rõ được những cái điểm nhạy cảm trên cơ thể và biết cách kích hoạt đúng ở người bạn đời của mình hay không mà thôi. Và Giang còn có rất nhiều những cái khóa học hoặc cái video làm tình mà ngày hôm nay Giang có thể tặng miễn phí cho mình. Chỉ cần chia sẻ cái video này, đó, liên hệ với Zalo là Giang sẽ tặng cho các anh các chị, giúp được anh chị giỏi chuyện kia hơn. Và bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu các anh chị và các bạn thấy hay, hãy ấn like và share. Bên cạnh đó hãy ấn đăng ký và bật chuông thông báo để xem được những video mới nhất và tiếp theo của Giang Venus Vũ Hà Giang. Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc là có những cái tâm sự chia sẻ gì, đừng ngại ngần, hãy nhắn tin vào Zalo hoặc nhấc điện thoại lên gọi cho Giang để Giang vào đội ngũ chuyên gia của Giang có thể hỗ trợ phụng sự mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.